Để đi vào bài học ngày hôm nay thì thầy có những cái yêu cầu của bài học như sau. Một là ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Hai, vào lớp đúng giờ. Và thứ ba là tắt micro, nếu có ý kiến thì sẽ giơ cái bàn tay lên để báo hiệu. Bốn, hoàn thành bài tập khi giáo viên yêu cầu. Nội dung của bài học ngày hôm nay: một là ôn hai động tác vươn thở và động tác tay, hai là học động tác chân. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì thầy có một số các yêu cầu chúng ta cần phải đạt được sau khi học xong bài học này. Một là biết thực hiện động tác ở mức độ tương đối chính xác, biết tự điều khiển để thực hiện động tác. Hai, biết thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi tập để đảm bảo an toàn trong tập luyện. 3. Có ý thức tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện nâng cao sức khỏe. Mục tiêu của bài học: 1. Phẩm chất chăm chỉ, học sinh tích cực trong tập luyện. 2. Năng lực chung, tự chủ và tự học. Nghiên cứu bài học thêm qua tranh ảnh, clip, hợp tác cùng giáo viên. Năng lực đặc thù, học sinh tự thực hiện đúng nhịp, đúng phương hướng và biên độ của động tác, biết quan sát tranh, tự khám phá bài học và quan sát động tác qua cái clip làm mẫu của giáo viên. Biết thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi tập để đảm bảo an toàn trong khi tập luyện. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào cái hoạt động đầu tiên, đó là khởi động. Sau đây cả lớp cùng thực hiện với thầy bài khởi động. Đầu tiên là khớp cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khớp vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xoay khớp khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xoay cổ tay kết hợp của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xoay khớp hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, xoay khớp gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, như vậy là bài khởi động của chúng ta đã kết thúc. Sau đây chúng ta sẽ đi tiếp vào phần tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ tiến hành ôn tập lại động tác đầu tiên, đó là động tác vươn thở của bài thể dục phát triển chung. Thì các con sẽ quan sát qua clip của thầy và các con cùng tập theo thầy. Sau đây các con quan sát thầy thực hiện động tác vươn thở. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa song song ra trước, lòng bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng và hít vào bằng mũi. Nhịp 2, từ từ hạ tay xuống và thở ra bằng miệng. Nhịp 3, hai tay đưa từ dưới sang ngang lên chếch cao, chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa, mắt nhìn theo tay và từ từ hít sâu vào bằng mũi. Nhịp 4, từ từ hạ tay xuống, đồng thời thu chân trái về tư thế chuẩn bị và thở ra bằng miệng. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng chúng ta đổi chân. 7, 8. Thầy và các con sẽ tiếp tục
đi vào ôn tập cái động tác thứ hai, đó là động tác tay. Các con quan sát clip. Động tác tay, nhịp 1 khuỵu gối, lưng thẳng, đồng thời hai tay đưa sang ngang rồi gập khuỷu tay, các ngón tay đặt trên hõm vai. Nhịp 2 đứng thẳng, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 3 thực hiện động tác khuỵu gối, lưng thẳng, đồng thời hai tay đưa ra trước vỗ vào nhau, tay ngang ngực. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Tương tự nhịp 5, 6, 7, 8 chúng ta sẽ thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4. 5 6. Thầy sẽ làm chậm để các con cùng làm theo thầy. 7. Chúng ta nhớ chú ý là khi khuỵu gối thì chúng ta lưng phải thẳng. 8. Về tư thế chuẩn bị. Sau đây thì thầy sẽ chỉ ra một số cái lỗi sai thường mắc của các con trong khi thực hiện hai động tác. Thứ nhất, đối với động tác vươn thở thì các con chưa thực hiện đúng nhịp hít vào và thở ra tại các nhịp. Và tay thì chếch lên cao, tay chưa thẳng và mắt không nhìn theo tay. Thứ hai là đối với động tác tay thì các con không thực hiện được cái động tác khuỵu gối. Hoặc là có nhiều bạn thì khi thực hiện động tác khuỵu gối thì lưng lại không thẳng. Các con chú ý hai cái nhịp khuỵu gối, đó là nhịp 1 và nhịp 3. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Và chúng ta sẽ học động tác mới, đó là động tác chân. Thì các con cùng quan sát clip của thầy ở phía sau. Động tác chân chuẩn bị. Nhịp 1, đá chân trái ra trước lên cao, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp. Nhịp 2, hạ chân trái về trước, đồng thời khuỵu gối, chân phải thẳng và kiễng gót, hai tay đưa ra trước, lòng bàn tay sấp. Nhịp 3, chân trái đạp mạnh thành tư thế đứng trên chân phải như nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, đổi chân. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo thì thầy sẽ cùng với các con đi vào các hoạt động thứ ba, đó là ôn tập lại các động tác đã học trong buổi học ngày hôm nay. Các con quan sát tranh và thực hiện cho thầy mỗi động tác 2 lần 8 nhịp. Đầu tiên là động tác vươn thở. Và tiếp theo là động tác tay. Các con lưu ý mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp. Tiếp theo là động tác chân. Và sau khi tập xong 3 động tác này thì các con tiến hành thả lỏng cho thầy. Và bây giờ sẽ vào phần vận dụng thì các con hãy trả lời cho thầy câu hỏi sau. Em hãy quan sát hình bên cạnh và trả lời cho thầy đó là nhịp thứ mấy của động tác chân. Nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3 hay nhịp 4? Và thầy xin chúc mừng cho những bạn nào có câu trả lời đó là nhịp 2. Và như vậy là buổi học của thầy và các con đến đây là kết thúc. Thì thầy xin chúc cho tất cả các bạn có một tuần học đạt nhiều hiệu quả cao. Và nhớ là thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo.